20.000 với Phú mua. Đây 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 đây. Lên lên lên. Rồi thôi đi vào trong là nhiều cảnh lắm, đi đi. Mà phải chi tiền thì Phú đi chơi mất biết, nhưng Phú chi mà Phú cứ rủ mẹ đi đi con chi nên là già này là quái rồi, quái hết. Tôi bị ai quay về anh được hết tiền. Phú còn bao tiền nữa liệu đi được nơi nào nữa không? Ừ đi Phú nhận không? Không bận. Giờ mẹ cày lại 30.000 một tiếng nghĩ ngại thế nhỉ? Đấy, đi chơi một tiếng là hết 300 xong rồi là về cày 30.000 một tiếng. Chơi từ sáng tối không ạ? Nguyên ngày đi làm thấy là luôn. Đó vé mình nữa. Vé đây bác không, bác không đi trước. Được phải tập à? Cái này giữ à? Dạ giữ. Này mới nhìn được. 300.000 đấy các bác ơi. Đấy. Ôi tối Phú đeo nhá. Nắng quá. Mà đi Đà Lạt thì thời tiết nó còn vừa, nhỉ xuống đây nắng nhỉ. Đà Lạt thì nó còn mát. Tao giờ mới đắt không được không? Trong vé này nó có đúng không? Nó có xe điện đúng không? Thế dùng nhỉ? Đi xe lửa, của mình là xe lửa đấy. Vàng điện nào? Đây, đi vào cung vàng điện nào của phiêu đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.